hồ không không chưa nghĩ là không biết chiều nay bỏ thằng bắt rồi. Bỏ thằng bắt nữa hả? Ừ, bỏ. Hồ quá quay cái clip nó ăn khách no hết trơn. Ăn khách là sao trời? Clip ngày qua quá mấy đứa đi mặn đó. Nay à của thằng hồ nó quay cái clip nó ngày qua nói chủ người ta coi biết bao nhiêu nữa tôi xem cái TV á. Đừng nhìn nhau chi mà quen lời bà mi, tình dù chưa phai không chăng được tự ly, ai biết ngờ đâu em bây giờ ngàn cách phương trời. Đừng chi chúng ta 500.000 là hai cha con chia nhau đi hả? Như sáng cái ông lấy đi đó, rồi cái chiều cái ông biết chạy, chiều thì đi ông biết mặt cắm trên cái dưới là lấy chạy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của Út Nhất á. Ngày hôm nay á thì Bùi Hồ cũng nhờ các anh thợ hồ, thợ sắt để tiến hành khởi công xây dựng cho nhà Út Nhất, nhưng mà Út Nhất thì đang làm lật giặt ở đằng sau á, thì bây giờ Bùi Hồ sẽ quay một cái cảnh cập nhật hương ngày cuộc sống của Út Nhất cho cô bác quý anh chị biết ha. Ủa giặt đồ hả Út Nhất? Bàn mở lên nè, quốc nhà đồ đồ này mà. Trời ơi. Dồn nhiều quá nhiều rồi. Đồ của ai nữa vậy? Đồ này của Út Nhất nè, qua ấy ba cái đồ cho má với cha rồi. Ăn cơm chưa mà giặt? Út Nhất ăn cơm vừa xong nè. Dạ hả? Trời ơi, đảm đang với Út Nhất. Tới giờ này mấy ngày chưa được nghỉ nữa nè. Sáng nay Út Nhất ăn cơm gì? Sáng đó hả? Sao Út Nhất mua cá hay là chiên đó? Đi làm hả? Sáng nay có đi làm không? Mới lên cấp 11 giờ. Bữa nay mình làm cái gì? Biết hồi sáng bẻ ớt cái đám nha, dưới chỗ nãy quay nè, quay nè. Bẻ ớt nữa ha. Mày luôn này ớt không à? Ăn cá chiên, cơm cá chiên. Ăn được mấy chén? Quá, ăn được 2 chén. Cứ ăn nước xìu à. Dạ hả? Mình mạnh lên. Còn mạnh mệt lên rồi cái làm lật giặt cái mệt ăn không có giặt tay này, ví dụ mình giờ mình có cái máy giặt mình giặt êm hơn tay không Út Nhất? Cái máy giặt thì nó khỏe hơn. Có ước muốn có máy giặt không hả? Có ước muốn có máy giặt không biết đó hả? Có máy giặt thì nó khỏe nó tiện hơn. Mình giờ tấu thì mình giặt sáng giờ mình lấy ra mình khơi cũng được. Mà Út Nhất có ước muốn có máy giặt không? Muốn không Nhưng mà máy giặt thì mình giặt đồ đi động thì mình cũng mắc xả nước trước nè. Cũng mắc xả nước trước nè. Bây giờ mình nói sao mình xin ta hay sao ta? Chứ con không biết. nói vậy chứ ham cái máy giặt lắm rồi đó. Mà cũng ấy ha, Út Nhất ha. Cái máy giặt thì nó tiện hơn rất nhiều. Nó giống như giặt cái này thời gian tiếng chứ cái máy giặt bỏ vô 5 phút gầu Út Nhất. Nó mau. Mỗi ngày Út Nhất chơi giặt mỗi ngày luôn hay sao? Không, này cũng như ông biết như mệt bữa nào mệt cứ dồn lại 2 ngày rồi. Dồn lại 2 ngày mới mà cái mệt dùng mệt mỏi cái nào gì giờ giặt qua Út Nhất vậy là Nhất luôn rồi, giặt đồ cho ba mẹ rồi cho Út luôn hả? Qua ổng rồi rồi bữa bả rồi rồi đó, người nào biết tặng ra giặt ra cái đồ rồi. Chưa mua ca nữa sao còn xài ca huyền thoại hả? Nữa ấy mua qua cái thứ này mua rồi cái nữa còn giờ cái thùng không mua cái thùng nước không chén á. Thường là giặt buổi chiều hay buổi trưa không nhất hả? Nước đi mặn lên nó rảnh gì cái này mình rảnh rồi nè. Chứ mình tranh thủ mình giặt. Thằng hồ không chưa nghĩ là không biết chiều nay bỏ khăn bắp rồi. Bỏ khăn bắp nữa hả? Bỏ khăn bắp người ta á. Bỏ khăn bắp cũng ăn giá ăn tiếng giống vậy luôn. Ăn tiếng vậy đó. Thì đây nó có nhiều đó, mức giá nó có nhiều đó. Giặt đồ có khi nào than cực không? Của than thì giờ cực như vậy mình cũng trời phải chịu chứ sao vậy không? Đó là gì vậy? Đó cái số mình đã nói vậy rồi, chạy đường nào mà trời thác. Chạy đường nào mà thoát. Chạy đường nào mà thoát đường này. Đạt tới chiều đó mà, 12 giờ đó. Lên nó có nghỉ ngơi được miếng nào đâu. Như hồi hôm qua thì không chưa nghỉ thì lại quay tới giờ đi nữa rồi. Hôm nay qua có tin vui nè. Tối có bà chị. Chị nào? Bà chị ở dưới gì dưới đó. Bà Điện. Điện nói sao?
cái liền của nó. Chị có gạo, chị có kêu hồ qua mua gạo cho cưng đó, cái này cái kia đó. Nói ừ chị có gì đây, chị liên lạc với hồ như kia, mấy cái đó em không có biết. Bà nói ừ chị có nói với nó rồi. Ủa hồ quá, quay cái clip nó ăn ăn khách no hết trơn. Ăn khách là sao trời? Nó clip ngày qua quá, mấy đứa đi mặn đó. Nói à, của hồ nó quay cái clip nó ngày qua, nói chủ người ta coi biết bao nhiêu nó cái xem cái quy á. Nó cái đó ở dưới thì nào ngay cũng có coi cái bữa ở ngoài chị Tư hồi từ sáng của ngày ngoài hồ chắc tấu khắp mà bé ớt mưa đó. Cho vô coi quá hồ đâu có dừa, không dừa là sao quá, quay cái clip ít là im ít quá im. Cái clip nó quả hơi bà chị nói đó, nói là sao phải con quỷ hồ đó, nó nói cưng mạng tụt quần mà không có ăn. Quỷ quỷ con phải chạy đi nói gì hồ chơi ác hồ chơi đó. Ngày qua bởi hiện thi bà không biết, nghe nói giờ ở chợ ăn biết uống dứt hết trơn. Ủa tao coi lắm, tao coi quá nhiều rồi. Mấy đứa tao Thanh Long á, có điện ra hồi sáng nè, hai ba đứa điện ra đi mặn á. Đuổi đồng hồ điện giờ mà ra gặp mấy đứa, nói vua Út Nhất đăng rồi giờ nhóc nhóc hết trơn. Nó nói ngày hôm qua mưa sao mà Út Nhất không đi vô mà đi mặn kia, nó la. Rồi nói giờ lỡ rồi trao luôn chứ sao giờ. Nó bắt buộc phải làm rồi. Nó lỡ rồi giờ trao luôn. Mọi người chung nhóm làm hết mà. Nó nói mưa mà giờ giọng mày mưa. Đứa nó la. La hả? Nó là sao? Đứa bạn nó không cái mưa mà Út Nhất không vô mặn vậy rồi bệnh chết. Rồi chúng nó cậy mẹ nói giờ mặn người ta mặn được mình mặn được. Rồi quất luôn. Quất luôn. Rồi sao coi clip thấy ta coi quá đông quá ăn khách hả? Quá thôi, trong đông đông ta mới là chị nó quá thôi, mở clip Út Nhất không. Mở lên là có. Mở lên là thấy Út Nhất rồi. Mở lên là gặp Út Nhất, mở lên là gặp Út Nhất. Cái đó Nguyễn Lan Quỷ hộ nên nó đăng với ai đăng. Ai biết rồi cái tên đó biết rồi, tôi biết tên của Hồ. Vậy hả? Muốn đi tới tầm năm. Rồi thấy gì, thấy mình ở trên TV mình vui không? Cũng buồn. Sao buồn? Cũng buồn mà mình thấy không cài lỡ. Sao buồn? Mình thấy có như là không giờ nhóc hết trơn. Đăng lên thì nhóc ở trong phần hình. Giờ ta xem nhóc hết trơn. Giờ đi tới đâu vậy? Đi lên chợ rồi tao hỏi hoài mà mất cờ. Cũng như với đó ca, cũng như là thành ca sĩ nổi tiếng rồi. Buồn sao? Ủa lên vui chứ sao buồn? Mình thấy cũng như không, bây giờ mấy đứa bạn nó ủa giờ đi đâu cũng gặp cũng dứt. Vậy là buồn. Cái mình thấy cái mình ngại, nó phải là buồn. Thôi đó luôn đó hợp chứ. Nhưng mà cái buồn là đi mạng đó. Nhưng mà vui hay buồn? Hả? Thì năm nay cũng, mình cũng buồn nữa mà mình thấy thôi kệ mẹ đi chứ giờ. Nó nằm trong cái kẹt giờ đưa đâu đó đưa. Đưa đâu đó. Chứ giờ lỡ rồi. Bây giờ bạn bè thấy nhóc trơn không nhất? Bạn bè nhà điện nó nói chung có ví dụ như mà cũng dứt nhiều quá thôi. Đúng rồi. Rồi anh em đưa mình lên mà cho nên Mạnh Thường Quân mới giúp đỡ mình. Bữa nay có dẫn thợ qua đặng đo nhà lớn, đặng làm nhà lớn nhà ông dứt rồi. Biết là để ông dứt ra hai cái móc ra nữa cả hồ. Dạ. Ủa là chỗ mẹ ngủ là bây mưa là mẹ phải qua bên đó nằm đây không nhất? Mưa là bà đưa quá bên bà quá qua bên kia. Cũng tội ha, bên đó nó dột quá. Hồ từ cái giờ có bên đây nè. Giờ quá qua bên đây cho bên đó đừng dột rồi chừng nào mà thấy kêu nó chờ tạnh mưa kêu nó chở một chị bên đây. Giặt đồ rồi phơi ở đâu? Dưới đem ra trước nó thôi. Phơi cái sơ đồ ngoài trước đó hả? Này mưa quá trời phơi cũng cực. Trời phơi đi chứ không để nữa nó mưa cái dồn hoài. Để tí xíu đi hả, phơi nói chuyện tí xíu đi. Rồi sao người ta lên mạng người ta nói làm sao? Nó nói chùa cái gì một nhất đâu mà mưa gió gì cũng đâu mà hết mưa cũng dầm ngoài mưa hoài cũng bẻ luôn đó chứ giờ người ta mặn mấy đứa nó mặn nó không chạy gì mình cũng chơi luôn. Chứ sao nghĩ được. Rồi lên mạng thấy chơi làm tụt quần mà không có ăn còn ngại không? Cái bà chị hồi tối nói mắc cỡ gì chứ. Mắc cỡ sao? Bà nói con quỷ thằng hồi nó nói cưng đó. Làm tụt quần mà không có ăn. Bà nói chị xót rồi chết. Bà nói phải khóc. Ai khóc? Bà. Bà nào? Bà nói bà chị gì hồi tối có điện đó. Bà nói hai vợ chồng chị khóc quá đó. Bà nói clip của cưng đưa lên đó. Bà nói ai cũng khóc đó. Sao khóc? Thì chứ không biết thì bà nói như bà thấy như cái cảnh cũng rất vậy đó. Rồi cái đưa lên cái anh em người ta ai cũng khóc. Nếu ông dứt có muốn khóc không?
hồi sáu ba nói cái mình cũng muốn hái nữa, ba nói như thôi kệ, như gắng cố lên đi, đừng nhìn hộ quay, đừng có khóc, coi từ từ cưng phấn đấu lên là nó đền đã đỡ rồi, chứ để cưng khóc hoài cái nó cái cảm xúc động cưng mới buồn, cái mình cũng mặn không có an tâm mặn. Ba nói thôi kệ, như con gắng mặn đi. Rồi mấy bả ở bển có nghiệp mấy bả ở bển không hả? Mấy bả ủng hộ cho mình có nghiệp mấy bả ở bển không? Đó, mình thì hữu tích cũng có nói, nhưng nó cũng tội nghiệp vậy. Bả nói cũng như cái cảnh của chị đây cũng như là người ta làm ăn được, còn cái cảnh của chung nó khó khăn mà còn nuôi mấy đứa em vậy đó. Ừ, mấy bả nói vậy thôi đừng có buồn bả nữa, là thấy hữu tích cũng không có nghĩ gì. Giờ bả nói cũng như tự nhiên nên đừng có gầu lo. Ổng nhất lo nhất là điều gì? Hả? Lo nhất là điều gì? Nếu biết lo thì cũng như mình đi mằn lên bên kia, như mình mệt nhọc bên kia, cũng như mình không có thời gian mình nghĩ được nhiều á, mệt mỏi á. Ờ, người ta nói là ở trên mạng người ta nói là Út Nhất hát như ca sĩ, đề nghị Út Nhất nghỉ bẻ ớt đi làm ca sĩ à? Không, lại cũng đi mằn rồi chắc ăn. Sao vậy? Thôi, nuôi gà có nhiều. Ca nhiều tiền hơn bẻ ớt chứ? Nhiều gì. Cái đi mặn đi. Từ nay về sau có ca cho cô mấy bả bển nghe nữa không? Hả? Có hồi táo quất hết bản rồi. Bây giờ quất thử cái bản nữa rồi. Không phải ca hoài. Ca thử một câu nghe chơi, ca có nào mà tâm sự buồn buồn nghe coi mình có khóc không? Tặng hoài. Tặng câu đi. Tặng câu đi. Cái giả yêu cầu. À. Ông Nhất hát bài. Xin em đừng khóc vui quy. À, xin em đừng khóc vui quy. Một chàng vỗ tay cho ông Nhất. Đừng nhìn nhau chi mà quen lời bờ mi, tình dù chưa phai không chăng được tự ly. Ai biết ngờ đâu em bây giờ ngàn cách phương trời. Đừng chi chúng ta lẽ nào khôi khoai, xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, xe đông lạc tan đời lòng diễn mang, gục tôi đau thương độc hành điểm trường, đời khúc yêu đương chỉ còn cũng buồn nào nùng đớn đau. Từng kỷ niệm đầy vơi, che đầy buổi sáng, sao không mặc người ơi. Chẳng nước còn đầy em đâu rồi, ngàn khách phương trời. Giờ nữa, ca hay quá nữa, con bầu ta mời đi hát show đám rồi đi. Dạ, vậy. Nói như quá, ổng bả lại gục gịch đâu được. Bây giờ lại show đám, ví dụ giờ hát con show vậy 500 ngàn nhiều hơn hái ớt 2-3 ngày. Mà không biết không có nghĩ cái gì. Chứ kệ như màn mẹ đi hầu thì mà cái giấc ăn cái đó hầu hợp mày mới có được nghe nghe làm nghĩ là đi làm bạn đây mình có máu con đồng hoài hát không biết là bao lâu mà biết bao lâu đó rồi được nhân năm nhân năm tháng năm thứ tám thứ tháng nó có làm mỗi khi nó không có thì ngồi đây chờ nhưng mà sao bài hát này là có muốn gửi cho mấy bà mấy cô mấy chị gì không? Ờ thì gửi cho mấy cô mấy chị này kia đó, tại chị mấy cô mấy chị mới kêu mấy ca đấy, khờ khờ cũng không có ca. Ừ. Bây giờ mệt là mệt mỏi hát cũng không có. Vô nhất bình thường là cũng rất ai dữ lắm. Dạ. Yeah. Ờ trong cái ống rất ai dữ lắm. Trong cái ống ca hay luôn. Ống gì? Như trong ống cargo á. Ống ca hay dữ lắm, mà tại có cái cũng như là như cái mặn lên cái mệt mỏi này kia cũng không có hay, mà nó mình có cái giọng. Ờ. Chứ không biết bình thường không biết ca hay lắm. Ca cổ được không chứ? Ủa không biết ca cổ được, quất thẳng tay. Có được hả? Không có được, phải ca được không biết ca rồi. Đó do không biết ca cổ. Dạ. Yeah. Vậy là thuộc nhiều bài hát lắm. Thuộc bài hát mà cũng như mình thấy có như vậy thì lâu lâu như lắm vũ, lắm này kia mấy đứa bạn rủ đi chơi đó, còn lại đó ca chứ. Ừ. À, mọi người nhắn là Út Nhất nên giữ cái độ hồn nhiên như vậy là mấy chị mấy bả bển thương lắm. Ừ, với cũng mến mấy chị nữa, thấy cái cảm như bả vậy đó. Ừ. Bả nói mình gì cái mình thấy cũng thân nghiệp mấy bả, ôi nghiệp mấy chị. Ừ, thấy cũng như mình thấy cái cảm của mình vậy mà như bả lo cho mình hoài, cái hiểu không? Mình sợ là gì? Ừ. Tại biết người kẹt mái cha bà nhà cửa này kia vậy chứ.
phải không của mình biết chứ cũng cũng không ai mấy chị không có làm phiền mấy chị. Tại thấy như mấy chị mình thấy cái cảnh ở bển mấy bà làm sao hiểu không, mình bà làm biết cái thứ làm sao nó mình nay mình bằng mình lấy tiền người ta mình biết còn cực khổ không biết nghĩ bao nhiêu đó. Còn mấy bà ở bển không biết làm sao hả? Cũng rất kêu mấy chị ở bển không biết bà mấy chị làm sao đó. Như bà giúp cho mình hoài đúng không, mình thấy như đương nhiên giờ mình mặn như mưa gió sương này kia đó mà mình thấy như mấy chị phải cho hoài vậy mình thấy cũng tội nghiệp mấy chị. Mình nghĩ có nhiều đó. Mấy chị về có mời nấu cơm cho mấy chị ăn không? Không, nếu mà mấy chị về nó thì cỡ nào cũng cũng cỡ nào cũng phải tiếp xúc mấy chị đó. Dễ gì nói chứ chị em mà như vậy dễ thì bỏ được thiệt. Như mấy người vậy là cũng không về quê tại vì mình thấy cái cảnh của mình vậy mình biết sao mà cũng biết sống cái nét ở đây bạn bè anh em ở đây ai cũng thương mặn cái gì là ít phải không là người ta để cho biết mặn cũng như buổi ngày này kia công việc nó buổi ngày là người ta kiểu biết mặn mình một mình. Như thế thì cái đám cỏ đó thì người ta biết cũng như là ngày một đó là người ta kêu út dứt mặn của mình út dứt mặn à. Như là chắc út dứt làm giỏi làm tỉ mỉ. Đúng rồi, út dứt làm đâu cái đàng hoàng được cái người ta chịu. Bởi út dứt ngoài cồn này là ai cũng điện cho út dứt mặn ta xin số điện nhóc lên như mặn chỗ này chỗ kia với mình như hai tỷ ấy cái mình chạy xe đạp đi tuốt dưới kia hoặc là tuốt ở trên chỗ cưng ở trên cưng nữa. Ồ út dứt đi xe đạp hả? Xe đạp của cha như cái bữa mà như bữa nào mà ổng ăn cơm ủa ổng không có đi ăn cháo đó thì ổng giúp mượn xe ổng cứ biết chạy đi chiều cái mình đi vũ hành đó năm ủa bà sáu gử đó cái ông mình mượn xe ổng cái mình chạy đi cái mình gỡ nhà ta cái mình đi nhổ cho tới 9 giờ cái mình chạy về. Vậy là hai cha con có chiếc xe đạp hay hai gì? Cha con mình chạy chiếc gì đó mà có khi lúc họ giấc sáng đó, thì ổng giúp đi không được giấc sáng thì ổng bắt lấy đi chợ ổng đi mua cháo ổng ăn đó rồi ổng giúp không có lấy được rồi cái điện cho anh ta là rước mấy đứa bạn là rước cái lời có xe có gian xe cái mình chạy đi. Út Dứt lái xe gắn máy được không? Được, Út Dứt chạy xe thì được nhưng mà không có tiền mua. Cái xe cái bữa đó cái thằng kia nó nói phải Út Dứt có tiền nó bán cái xe cho 3.5 triệu rồi Út Dứt nói thôi đi Út Dứt chạy chiếc xe đạp đi làm được 3.5 triệu không có mua được nó tưởng Út Dứt có tiền bán cho Út Dứt một chiếc xe một tiếng nói thôi đi để Út Dứt chạy đi xe đạp của cha với có gian mấy đứa bạn đó hai cha con có chiếc xe đạp hai cha con chạy xe để đi đâu xa thôi còn xe đạp thì đi làm xe đạp thì cũng biết chạy cũng như là trên cưng bữa là cưng đi vô quay đó rồi thì cũng như chạy lên chạy xuống người ta kêu đâu mình đi đó đâu cho em coi cái chiếc xe đạp được không. Chiếc xe đạp này nè chiếc xe hôm nay xe này nè đâu xe này nè. Như xe cùi này cái hai cha con chạy tấu luôn chạy đi nhổ hành là buổi sáng là để cho cha đi sáng cái ổng đi rồi cái chiều ổng không có đi đó cái mình lấy mình đi làm buổi chiều mình chạy đi trên dưới này kia cái mình đậu xe gỡ người ta cái mình đi vô xuống mình lắc mình làm rồi cái chiều cái mình chạy về nó cũng mau thời gian nữa. Cái hồi chiều cái lỡ hai tỷ thì mình có mấy đứa bạn mà nó chở mình về thì nó rước tới rước luôn mình tội nghiệp nó ngồi xuống đó luôn đi giúp đỡ mọi lần. Ở cái chiếc xe đạp đó là mua lâu chưa? Chủ ổng chiếc này mua chủ chiếc xe này cha ổng mua cũng 6-7 năm. 6-7 năm không cậu? Nhiêu không cậu? Xe đạp mua nhiêu? Đó có mua thì tiền rồi chứ không biết mua đứa cháu dưới này nè nó đi nó bỏ là thấy về để cho 500. Ủa còn cái chiếc xe bên kia là của ai? Của mấy đứa con đi mặn nó gỡ. Gỡ rồi sao ha? Nó gỡ dưới sàn nè. Anh Cường không có gì có cái chiếc xe. Thì nó ngay đạp như là nó ngay hù mà đứa con nói giờ là ban đêm là nó không có la. Nó không có chữ mà nó im gu thì nó cũng dẫn nằm đó đưa tới này kia nằm tới sáng vậy nó không có quậy bọ nữa chắc không mũi không chiếc xe đạp 500.000 là hai cha con chia nhau đi hả? Như sáng cái ông lấy đi đó rồi cái chiều cái ông biết chạy chiều thì ông biết mặt cắm trên cái dưới là lấy chạy rồi. Sao ông biết không mua thêm chiếc xe đạp nữa lúc trước cái đợt đó ông biết phải ấy là ông biết cũng mua mình thấy mua rồi cái nó hốt tiền không lấy cho nên nó hút vô đó là thấy không kệ để hai cha con chạy dưới này tạm tạm được như sáng ổng chạy chịu dứt đi lấy
Thì ông cụ chỉ đi buổi sáng thôi. Ông đi buổi sáng mà. Rồi cái chiều cứ biết lái chạy đi làm. Hai cho con sử dụng chung là xe đạp cũ. Chúng ơi, tôi đi ăn cháo cái lát hay gì rồi. Ông cụ 90 tuổi xe đạp. Về bỏ cho có đi đâu nữa. Ông cụ lái xe gắn máy được không? Không. Giờ hôm trước mình còn trẻ được, bây giờ già nặng nề quá cái là không nổi. Vậy là có chiếc xe gắn máy mà ta kêu 3 triệu rưỡi mà xe cũ không có tiền mua. À cũng không có mua, rồi thấy nó thôi nghe. Mày bả cho chiếc xe gắn máy thì chịu không? Cho hồi chú cũng mừng đó, mình thấy tí mình đi băng đi mình đi nhau hành thì nó mau. Mình thấy tí mình đi làm về. Nhưng mà mình tốn tiền xăng. À thì cỡ. Bả cho cũng mừng, nghiệp mấy bả không? Nghiệp mấy chị. Rồi thôi thì chắc có lẽ là đến đây là dự định là kêu các anh thợ qua đây để mà coi để mình sửa lại cái nhà lớn cho ông cụ, với lại làm nhà vệ sinh. Thì đó là thông báo tin mừng ngày hôm nay, nhưng mà phát hiện ra chiếc xe đạp cũ hai cho con đi nữa. Thì bây giờ chắc có lẽ là clip này cũng khá là dài, thì hai anh em cũng sẽ cắt đến đây để mà cùng với anh thợ đo về kích thước của cái ngôi nhà, cũng như là làm lại cái nhà vệ sinh với lại làm lại cái phần nhà lớn luôn. Cô bác của anh chị, mấy anh thợ cũng đang đợi. Tại cái coi câu chuyện Út Nhất nghe hát hay quá, làm quyến liến quay luôn. Cái nhà nhìn cái gỗ nó cũng ở đằng sau nó cũng mục hết rồi hả? À, nó liệu mà nó trơn hết rồi. Dạ. Dán rồi. Dán nóng này cũng còn được. Dán nóng sao cứng này. Dán nóng này còn cứng mà ba cái dán. Ở trong buồng hồ cũng cứ vô đó. Dạ. Dán nó gãy cái đen. Thôi trời cũng nắng lên rồi kìa, Út Nhất cũng tranh thủ phơi đồ. Phơi đồ Út Nhất ha. À. Để đây.